tất cả mọi người, lại là cô đây. Chào mừng chúng mình đã quay trở lại với một video nữa trong chuỗi bài giảng của anh ngữ Miss Hoa. Trong những video gần đây thì chúng ta đang tìm hiểu về một chủ điểm ngữ pháp vô cùng quan trọng trong tiếng Anh, đó chính là các thì, đúng không nào? Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thì gì? Thì chúng mình hãy đón xem cùng cô nhé. Đó là thì quá khứ hoàn thành nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái thì quá khứ hoàn thành. Hoàn thành thì cô sẽ đặt tên nó, đó là past perfect. Đó là tên tiếng Anh của nó. Past perfect, quá khứ hoàn thành, được chưa? Rồi nhá, để tìm hiểu về thì này thì đầu tiên cô muốn các bạn hãy nghiên cứu cho cô cái ví dụ này. Ví dụ của cô như sau. Đó. Đây là my family had lived in Hanoi for 5 years before we moved to Ho Chi Minh City. Đây là Ho Chi Minh City em nhá. Được chưa? Gia đình tôi đã sống ở Hà Nội được 5 năm trước khi chúng tôi chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh. Ok? Rồi, bây giờ mình cùng xem xét cho cô câu ví dụ này. Theo chúng mình thì ở đây có mấy mệnh đề nhỉ? Tức là có mấy hành động nhỉ các em nhỉ? Very good, chúng mình có hai hành động. Đầu tiên đấy là hành động gia đình tôi sống ở Hà Nội, đúng không? Và cái thứ hai là gia đình tôi chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh. Đấy nhá. Vậy thì hai hành động này mình thử xem là nó có cái mối liên hệ nào với nhau không? Đấy nhá. Mình có để ý là ở đây cô đang nối bởi từ gì không nhỉ? À, từ before. Từ before có nghĩa là trước, đúng không? Tức là có một hành động xảy ra trước và một hành động xảy ra sau. Mình để ý nhá, hai hành động này thì nó nằm ở thời gian nào nhỉ? Quá khứ hay là hiện tại? Nó đã xảy ra rồi hay là chưa xảy ra nhỉ? Very good, nó đều xảy ra rồi ở trong quá khứ. Tuy nhiên này, lại có một hành động xảy ra trước cả hành động khác. Đấy là mình sống ở Hà Nội 5 năm cái đã, đúng không? Rồi mới đến là mình chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên là cái hành động mà nó có tính chất như vậy, nó xảy ra trong quá khứ nhá, nhưng mà nó còn xảy ra trước cả một cái thời điểm trong quá khứ, hoặc là trước một hành động khác trong quá khứ. Thì cái hành động như thế cô sẽ gọi nó ở là hành động ở thì quá khứ hoàn thành nhá. Thì cái từ quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh nó có tên là past perfect. Ok? Đấy nhá, đó cũng chính là cái bản chất của thì quá khứ hoàn thành, hay là cái cách sử dụng của nó. Đấy nhá, chúng mình chú ý cho cô là nó diễn tả hành động mà nó xảy ra trong quá khứ rồi nha, nhưng mà nó còn phải xảy ra trước một cái hành động khác, hoặc là trước một cái thời điểm nào đó trong quá khứ. Đấy nhá, chính vì vậy mà quá khứ hoàn thành còn có một cái tên gọi khác các em ạ, đó là tiền quá khứ. Tiền thì có nghĩa là trước, đúng không? Trước cả quá khứ thì người ta gọi là tiền quá khứ. Đấy nhá, past perfect. Rồi nhá, đó, cái cách sử dụng của nó chỉ đơn giản như vậy thôi em nhá. Đó, thì những hành động nào mà nó xảy ra quá khứ rồi nhưng còn phải trước một hành động khác trong quá khứ thì người ta mới chia ở quá khứ hoàn thành. Đúng rồi nhá. Rồi, thế thì quá khứ hoàn thành người ta sẽ chia động từ như thế nào nhỉ? Thế thì chúng mình hãy cùng áp lên câu ví dụ nhá. Được chưa nhỉ? Ở đây chúng ta có chủ ngữ, đó là cụm từ my family. Very good. Thế đằng sau chủ ngữ người ta đang chia động từ như thế nào nhỉ? Đầu tiên chúng ta thì có xuất hiện từ từ had. Ok, từ had này đây nó là trợ động từ các em nhá. Sau trợ động từ sẽ đến từ động từ chính của cô là động từ sống, đúng không? Ở đây người ta đang chia động từ lived, đúng không? Lived thêm ed thì chỗ đấy là lại động từ ở quá khứ phân từ, đúng rồi. Thì cô sẽ ký hiệu đó là verb past participle, verb VP các em nhá. Được chưa ạ? Thế thì đó cũng chính là cái form, cái cách chia động từ ở thì quá khứ hoàn thành. Đó, chúng ta sẽ có chủ ngữ đi cùng trợ động từ had, sau đó đến động từ ở quá khứ phân từ. Được chưa nhỉ? Chúng mình lưu ý nhá. Đó, ở đây cô có một câu ví dụ, đó là we had had lunch when she arrived. We had had lunch when she arrived. Lúc cô ấy đến thì chúng tôi đã ăn trưa rồi, đúng không ạ? Chúng tôi đã ăn trưa rồi lúc cô ấy đến, đấy chưa ạ? Thế mình để ý là ở đây này, lúc cô ấy đến, đúng không? Thì chúng tôi đã ăn trưa rồi. Thế chúng ta thấy là hành động ăn trưa là đã hoàn thành trước khi mà cô ấy đến, đúng không? Cho nên là cái hành động ăn trưa người ta sẽ chia ở thì quá khứ hoàn thành, đúng rồi nhá. Thì đây chúng ta thấy này, cô biết là có bạn lại băn khoăn lại bảo là had had sao tự nhiên lại had had nghe buồn cười vậy. Had had là đúng mà các em, không có vấn đề gì chỗ này cả nha. Chúng ta thấy cái từ had ở đằng trước ấy, nó chính là cái trợ động từ had ở bên trên, đúng không ạ? Còn cái từ had đằng sau nó là cái động từ chính, nó chính là quá khứ phân từ của từ have, đúng không? Mình còn nhớ là mình ăn trưa người ta nói là have lunch không? Đúng không? Have lunch, have breakfast, have dinner, đúng không? Ăn các bữa trong ngày người ta hay dùng động từ have mà. Được chưa ạ? Cái chỗ này we had had lunch nhá. Chúng tôi đã ăn trưa. Ok. Đấy nhá. Thì đó là cái công thức đầu tiên, cái dạng chủ động của thì quá khứ hoàn thành. Thế bây giờ cái dạng đây là cái dạng khẳng định của quá khứ hoàn thành. Thế thì cái dạng phủ định, cái dạng negative của nó thì như thế nào? Thì nó rất là đơn giản các em nhá. Chúng ta chỉ cần thêm cái từ not và đằng sau trợ động từ had là xong. Đúng không? Thế chúng ta sẽ được công thức đó là chủ ngữ này đi với trợ động từ had,
sau đó đến từ not và cuối cùng là động từ ở quá khứ phân tử, được chưa nhỉ? Thì cái từ had not thì chúng ta có thể viết tắt thành từ hadn't các em nhá. Thì trong câu ví dụ ở bên dưới thì cũng đã có ghi cho chúng mình ở đây. Hadn't chính là had not. We hadn't had lunch when she arrived. Lúc cô ấy đến thì chúng tôi chưa có ăn trưa, được không nhá? Nghĩa là chúng tôi chưa ăn trưa trước cái lúc cô ấy đến. Ok? Đấy nhá. Rồi, cái cuối cùng, nếu như mà chúng ta muốn đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Thì chúng ta sẽ có cái quy tắc như sau các em nhá. Mình sẽ đổi cho cô cái trợ động từ had lên đầu thôi, lên đằng trước của chủ ngữ nhá. Tức là had trước rồi đến chủ ngữ và cuối cùng là động từ quá khứ phân tử. Ok? Cô có câu ví dụ đấy là had you had lunch when she arrived? Bạn đã ăn trưa chưa? Khi cô ý đến, đúng không? Khi cô ý đến thì bạn đã ăn trưa chưa? Đúng ạ. Thế nhá. Thì đó là cái form, cái hình thức chia động từ ở thì quá khứ hoàn thành. Được chưa nhỉ? Ok. Thế chứ mình về nói với nhau để là quá khứ hoàn thành để diễn tả hành động xảy ra trước hành động khác trong quá khứ, đúng không? Thế vậy thì nó có những cái dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết được thì quá khứ hoàn thành? Thế nhá. Thì chúng ta hãy cùng sang đến cái phần signals, các cái dấu hiệu. Đó, chúng mình thấy là hành động xảy ra trước một hành động khác, đúng không? Tức là nó có cái tính chất trước sau ở đây giữa hai hành động. Chính vì vậy mà chúng ta có hai dấu hiệu rất là điển hình, đó chính là từ trước và từ sau, đúng không? Cũng sẽ có từ before và cái từ sau nào các em ơi? After, very good. Chúng ta có before and after là hai dấu hiệu đầu tiên nhá. Đó, là trước và sau. Cô lấy ví dụ cái câu như thế này. Đấy là she had done her homework before her mother asked her to do so. Cô ý còn làm bài tập trước cả lúc mẹ bảo cô ý làm. Đúng không nhỉ? Tức là trước khi mẹ bảo thì cô ý đã làm rồi. Chúng ta thấy là có tính chất trước sau của hành động. Hành động mà chúng ta xảy ra trước ý chính là hành động cô ý đã làm bài tập, đúng không? Chính vì thế mà chúng ta chia ở thì quá khứ hoàn thành cái chi tiết đó, đúng không? Còn cái việc mà mẹ bảo cô ý làm là xảy ra sau khi cô ấy đã làm bài tập rồi. Chính vì thế nên người ta sẽ chia ở thì quá khứ đơn thôi. Người ta nói là her mother asked, đúng không? Asked, ở đây người ta chia ở quá khứ thôi các em ạ. Đấy nhá. Rồi, thì đó là từ before. Cô lấy một cái ví dụ khác với từ after này. Cô có câu như sau. I went to bed after I had finished all of my work. Tôi đi ngủ sau khi tôi làm hết cả việc rồi. Đó ạ. Thế tức là tôi làm hết việc xong thì tôi mới đi ngủ. Thì cái hành động xảy ra trước chính là hành động đã làm hết công việc. Nên người ta sẽ chia ở thì quá khứ hoàn thành ở chỗ này. I had finished. Ok. Còn hành động xảy ra sau là hành động đi ngủ. Cho nên cô sẽ chia ở quá khứ đơn thôi. I went to bed. I went to bed. Ok. Đắn nhá. Rồi, đó là hai dấu hiệu đầu tiên. Chúng ta còn có những dấu hiệu nào thì cả lớp mình chú ý cho cô. Cô có từ when. Từ when cũng là một từ để nối hai cái hành động, đúng không? Một cái xảy ra trước, một cái xảy ra sau. Cái từ when này chúng ta có thể dịch là khi, đúng không ạ? Cô lấy ví dụ câu như thế này nhá. When I got up this morning, lúc tôi ngủ dậy sáng nay, đúng không? My father had already left. Bố tôi đã rời nhà rồi. Lúc tôi ngủ dậy thì bố tôi đã rời nhà. Rõ ràng lúc tôi ngủ dậy là hành động xảy ra sau. Còn bố tôi rời nhà là hành động xảy ra trước. Nên chúng ta thấy là xảy ra sau người ta chia ở quá khứ đơn, got up. Còn xảy ra trước người ta chia ở quá khứ hoàn thành, had already left. Ok. Rồi nhá, đó là từ when chúng mình nhớ cho cô nhá. Cô có một cái dấu hiệu nữa, đó là từ by the time. By the time có nghĩa là tính đến cái lúc hoặc là trước cái lúc đó. Ok, tính đến cái lúc hoặc là trước cái lúc đó. Cô lấy ví dụ nhá. Đây, ok. By the time I met you, đến cái lúc mà tôi gặp bạn ý, I had worked in that company for 5 years. Tôi đã làm ở công ty đấy được 5 năm rồi, hiểu không ạ? Cái lúc mà tôi gặp bạn là xảy ra sau, đúng không? Đến cái lúc tôi gặp bạn thì tôi đã làm ở công ty kia được 5 năm rồi. Chúng mình thấy không nhỉ? Đấy nhá. Thì đây là một số những cái dấu hiệu rất là điển hình của thì quá khứ hoàn thành. Ok? Đấy nhá. Chúng mình có thấy là những cái dấu hiệu này đều xoay quanh cái mối quan hệ giữa hai hành động xảy ra trong quá khứ, một cái trước một cái sau. Thì cô muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, trong những trường hợp đó thì chúng mình hãy xem nào, cái hành động nào xảy ra trong quá khứ nhưng là xảy ra trước thì chúng ta chia ở quá khứ hoàn thành các em nhé. Còn hành động xảy ra sau thì mình sẽ chia ở quá khứ đơn, hiểu chưa nhỉ? Ok, thì hy vọng là chúng mình đã nhớ được về những cái cách sử dụng này, các dấu hiệu cũng như là cách chia động từ của thì quá khứ hoàn thành, để chúng ta sẽ đến cái phần practice ngay sau đây. Ok, time for practice, chúng ta cùng luyện tập một xíu nhá. Rồi, chúng ta sẽ luyện tập ở cả hai thì luôn, đó là hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành, hai thì chúng ta vừa mới học ở trong video này. Cô có cái bài tập đầu tiên, ok? Đây là bài tập, chúng mình hãy điền cho cô một trong hai từ cô cho ở đây vào chỗ trống nhá. Rồi, câu của cô như sau các em ạ. They came back home after they blah 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 their work. Nhá.
họ quay về nhà sau khi họ gì gì đó công việc của họ. Ở đây cô có hai lựa chọn: have finished, hiện tại hoàn thành, đúng không ạ? Và had finished, quá khứ hoàn thành. Chúng mình hãy chọn cho cô một thì nào. Exactly, chính xác rồi. Đó chính là thì quá khứ hoàn thành, đúng không? Mình để ý là ở đây nó nằm trong những cái dấu hiệu gì chúng ta vừa học khi nãy nhỉ? Chính xác rồi, đấy là cái tính chất trước sau của hành động. Ở đây chúng ta để ý có từ after, đấy là sau khi, đúng không? Ở đằng trước người ta còn có một cái hành động mà nó chia ở quá khứ đơn rồi. Đây là hành động xảy ra sau, đúng không ạ? Về nhà sau khi làm hết công việc. Thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ cần thì quá khứ hoàn thành, đúng không ạ? Thì cái cách chia quá khứ hoàn thành đó là had cộng với động từ ở quá khứ phân từ. Ok, đó là câu đầu tiên nhá. Very good everyone. Rồi, bây giờ mình sang đến cái câu thứ hai. This is the first time I blah 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 such an expensive dress. Đây là lần đầu tiên mà tôi gì gì đó nhé, một cái váy đẹp như thế này. Đúng không? Ở đây chúng ta có hai lựa chọn: have bought, hiện tại hoàn thành, và had bought, quá khứ hoàn thành. Theo chúng mình thì chúng ta sẽ chia động từ ở thì nào ở chỗ này nhỉ? Very good, đúng không? Chúng mình để ý là chỗ này phải là hiện tại hoàn thành, lý do chúng ta có được với cụm từ this is the first time, đây là lần đầu tiên nói về cái trải nghiệm của mình, thì mình sẽ chia ở thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có chỗ này phải là I have bought, đúng không nhá? Đây là lần đầu tiên mà tôi mua cái váy nó đắt như thế này, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ điền cái từ I have bought lên trên này nhá. Được chưa ạ? Ok. Đó là hai câu luyện tập sương sương thôi. Thì bây giờ chúng ta có thêm một cái phần luyện tập nhỏ nhỏ đấy nữa. Cô có 3 câu như thế này và nhiệm vụ của chúng mình là hãy chia động từ vào câu đấy cho cô. Tức là mình cần phải xác định được cái chỗ trống đó cần thì gì và nếu là thì đó thì phải chia động từ như thế nào, đúng không ạ? Ok nhá. Câu đầu tiên nào. Có dấu hiệu gì không các em ơi? Đúng rồi, mình thấy có từ before, đúng không ạ? Từ before. Trước khi, tức là ở đây người ta đang ý là nói hai hành động trong quá khứ đấy, có một cái trước một cái sau, đúng không? Cái nào trước cái nào sau nào? Đi ngủ trước hay là đọc truyện trước nào? Very good, phải là đọc truyện xong mới đi ngủ, đúng không ạ? Thế tức là cái chi tiết đọc truyện thì chúng ta phải chia ở quá khứ hoàn thành. Tức là cái vế đằng sau chúng ta phải chia là gì đấy các em nhỉ? Quá khứ hoàn thành chia là I had, đúng rồi nhá. Had, và quá khứ phân từ của từ read đó là từ read, ok? Đó. He had read a novel. Còn đi ngủ sẽ là xảy ra sau, cho nên là đằng sau cái hành động đi ngủ mình chia ở quá khứ đơn thôi, tức là he went, đúng không? Before he went to bed, he had read a novel. Trước khi anh ấy đi ngủ, anh ấy đã đọc một quyển tiểu thuyết. Rồi nhá, đó là câu đầu tiên. Rồi câu thứ hai nào. When I came to the stadium, the match blah blah blah, mà người ta cho mình động từ start, ok? Khi tôi đến này, đó, ở đây người ta chia từ came tức là quá khứ rồi. Khi tôi đến cái stadium, đấy là cái sân vận động, thì trận đấu, the match, trận đấu đã bắt đầu rồi, đúng không nhá? Trận đấu bắt đầu trước cả lúc khi tôi đến, cho nên là cái hành động này chúng ta chia ở quá khứ hoàn thành. Thì chúng ta sẽ chia như nào đấy các em nhỉ? Đúng rồi nhá, đó chính là had, start, mình sẽ có quá khứ phân từ là dạng có quy tắc thêm đi, đúng không ạ? Had started, hay nhá. When I came to the stadium, the match had started. Right? Đó là câu thứ hai nhá. Và câu cuối cùng nào các em ơi. Alice isn't here at the moment. Alice không ở đây bây giờ, đúng không? Cô ý đã đi đến cửa hàng để mua báo rồi, đúng không nhỉ? Tuy là cô ấy đã đi rồi nhưng mà người ta không có đề cập đến cái thời gian cô ấy đi, với cả là có thể ở đây hành động vừa mới xảy ra thôi, chưa xảy ra quá lâu, đúng không nhỉ? Cho nên chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại hoàn thành, đúng rồi nhá. Vậy thì chia cho cô nhá. She thì phải đi với trợ động từ has, very good, she has. Còn quá khứ phân từ của go mình có từ the gone, perfect nhá. She has gone, được chưa ạ? Đó là một xíu luyện tập để chúng ta review lại, ôn lại kiến thức mà chúng ta vừa học liên quan đến thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành. Rất là hy vọng qua video này chúng mình đã có thêm một chút kiến thức về hai thì này, cách phân biệt nó, cách sử dụng nó và cách chia động từ ở mỗi thì, sao cho chúng ta có thể ứng dụng được trong không chỉ là trong giao tiếp mà có thể trong những cái bài thi TOEIC hoặc là IELTS này, hoặc là những cái bài thi khác của chúng ta, ok? Hoặc là trong cái việc chúng ta tiếp nhận thông tin qua listening and reading. Ok, thì rất là cảm ơn tất cả chúng mình đã dành thời gian theo dõi video này của cô. Và hẹn gặp lại chúng mình trong video tiếp theo nhé. Bye bye. Miss Hoa giao tiếp, độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.